chiều tối ngày hôm nay Khang Minh đón em Quang, bên Hà Đông. Vừa rồi em mua sắm trên Khang Minh gặp SX715 full shop. Con cờ đao tu xanh em đặt ngay khi về và không cần phải test, em sang em đón trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là 30 tháng 11, bây giờ là 7 giờ tối rồi. Bởi vì con này Khang Minh về quay video demo rồi thì Khang Minh test mấy lần rồi, nó đánh cặp video Khang Minh đánh cặp AM72 15964 và bây giờ hai anh em cũng đang nghe nó siêu hay luôn, gọi là cái âm thanh ngồi xuống nghe mà không đứng dậy được. Thank you.
anh ạ. Rồi, ok. Rồi, thank you. Rồi, em mong là có những dịp là có điều kiện em lại chạy xuống đây tiếp. Rồi, ok. Em chào anh. Về nhá. Vâng ạ.